fire, let the more freedom. Fire in my soul, fire in my heart, till you see me on the other side of doors. I'm going. Oh, the journey starts from where we do first step. No one's sure what lies ahead before it breaks. Stand up. Brothers, maybe rough and tough, but we will be so brave. Nothing easy, get up and go, get it go. Sometimes this journey is about the chase, not about the dancing knees, and not over us. No matter how far, no matter how far, how you go, how you go, how you go, how long can you live in time to waste. Gotta get your life, go get it burning. Ok, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với cùng chơi Persona 3 Reload. Bạn giới thiệu rất là hay. Mình một lần nữa mình xem bao lần vẫn chưa chán. Hoặc là chưa chán thật. Không chán mà cả chưa chán. With my academic level. Nhưng mình có thể mình đi chơi thằng Bebe thôi. Thanh niên ngoại quốc. Yes, this is my finest throwing motion. Yes, this is my Phải, đây là cái sản phẩm tuyến nhất mình từng làm. Thằng này thích thời trang mà. Nên học sinh trao đổi là mình vừa gặp ở cái tiệm sách. Hiện tại đang rất là bận để khâu vá này. Nên chào. Kiểu là mình nên để cậu một mình. Oh, bonjour. Bonjour. Johnny Dono. I haven't seen you since the bookstore. Cái Dono này giống kiểu là người học cùng trường ấy, hoặc là cùng học cùng ấy. Cái Dono. Tớ vẫn chưa gặp cậu kể từ khi chúng ta gặp ở tiệm sách. You came. Nên là cái phần này là cái chỗ mà thằng này nó làm này, nó có cái ánh sáng mà rất là đẹp luôn. Cậu đã đến. What a pleasant surprise. I am so happy to What see a pleasure supply. Thật sự là một địa ngạc nhiên thú vị. Tớ rất vui được gặp cậu. Cậu đang làm gì vậy? I am training in the art of sewing. Tôi đang huấn luyện trong cái nghệ thuật của khâu vá. I am in this fashion club in order to own my sewing craft. Tớ muốn gia nhập vào câu lạc bộ thời trang để có thể rèn rũa được cái khả năng khâu vá của mình. Cậu có muốn gia nhập vào tớ không? Tanoshi, very fun, rất là vui. Đây sẽ hoạt động rất là vui. Liệu tớ có thể mời cậu gia nhập vào câu lạc bộ của tớ không? Tất nhiên là tớ sẽ gia nhập. Anh nhiều thời gian vãi lệnh. Honto thật ra, really? Cái Honto này là tính viên Nhật là kiểu là thật sao? Nên là thằng này nó sẽ nói ba thứ tiếng. Thực ra là tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Pháp. Katenezinai, many thanks. Thật rất vui khi có được thành viên mới. I'm here on Tuesdays, Wednesdays and Fridays. But it may be closed when we have exams. Tớ sẽ ở đây vào thứ ba, thứ tư và thứ sáu. Nhưng mà cũng có thể là nó sẽ đóng vào khi chúng ta có exam. I have not made any good tomodachi friends. Tomodachi. So it is very sabishi, very lonely. Very sabishi. Maybe it is because I do not fit in. Tớ đã không có được nhiều bạn tốt à? Nên tớ tương đối là cô đơn à? Cũng có thể là tớ không hòa hợp với văn hóa lắm. But now you are here. The divine fates have brought us together. Nhưng mà có cậu, bây giờ cậu đã ở đây, Johnny Dono. Có vẻ như là ông trời đã mang chúng ta lại gần nhau. Ê. Không thể hiểu thế nha. Nên là thằng này nó sẽ dùng temperance. Nó sẽ là exchange student rank. Oh, wow. Look at the time. Hãy xem thời gian xem. Well then, au revoir.
Overa or au revoir. Thế thì xin chào tạm biệt Johnny Dono. Oh, đúng rồi. Right. I was wondering, what is the best way to say bye to a friend? Nên là đây là mình có thể là mình vẫn nhớ là mình có thể dạy mấy cái thằng này mấy cái kiểu là cái câu bullshit ấy. Tôi không biết được rằng là cái cách tốt nhất để chào tạm biệt một người bạn. Ý của tớ là theo mấy cách mà nó là Nhật Bản nhất ấy. Hoặc là có thể nói là gặp lại cậu sau này. Một cách ngầu và chummy gọi là pizza. Hoặc là có thể nói là chúng ta gặp lại nhau sau nhé. Hoặc là theo một cái cách như trong phim là I will be back. Ở cái phần kia là nó còn bảo là hasta la vista baby. Cái phần này là nó có đơn giản hóa rồi đấy. Tao sẽ quay trở lại tao. Theo cách như trong phim I'll be back. Giống như cả trong kẻ bị diệt ấy. Nhưng ở phần kia là mình còn dạy nó mấy cái bullshit là hasta la vista baby. Mình đã chia tay bebe và quay trở lại đó. Nên là mấy cái này nó không có gì. Nhưng mà mình dạy nó cách chào tạm biệt một cách hoành tráng ấy. Nên là đây là cái hộp apron. Purpose apron Umuzi water. Đây là cái sáng. Nên là một cái tập dề làm sao. Nên là cụ này là rất muốn đánh nhau rồi. Nhưng mà chúng cái giờ là chúng ta đi đủ rồi ấy. Nên là cái phần Akiko phần này là nó sẽ hơi bị out level một chút đấy hả? Akiko chỉ số rất là thấp. Level 14 này, oh shit man. Anh ấy sẽ là gánh nặng của team. Đúng là tầm này chúng ta mới đi là hợp lý. Thì chúng ta kéo Akiko, kéo Akiko luôn đấy. Mình không biết là Akiko có đúng ra là Akiko phải gia nhập sớm ấy. Fuka Gamagichi gì đúng không? Gamagichi. Ok mình nghĩ ra ngoài. Nên là chúng ta sẽ đợi đến chân tròn đấy. Hiện tại là do rằng có thể đợi đến chắc từ sau để mình chưa đi rất nhiều hơn đấy. Hiện tại là chúng ta không có nhiều thời gian chúng ta phải đi rất. Tạm thời chúng ta phải hoãn lại nhiều cái để chúng ta... Nên mình chưa nói chuyện ông này. Nên là hiện tại là chúng ta tập trung hết sức lực vào việc rèn luyện thể chất. Nên này có How Deceit. Và cái hay là chúng ta ra ngoài chúng ta nghe được cái sao chắc mới ấy. Color Jonai. Rất hấp dẫn. Another one day is the night. Sao chắc quá hay. Nên là vớ vẩn rồi, sao sắp trăng tròn rồi. Đã nghe mấy con này buồn chịu. Hey listen. Thế là cuối cùng là cái xương rồng mà tớ mua trong cái tiệm mà bán đồ 100 yên này. Nó ra là hàng fake. Nên là cũng không gì lạ khi nó không héo á. Cho dù là tớ rất là quan tâm nó. Oh my god, that is hilarious. Thế là cậu đã tập trung rất nhiều sức lực để mà tưới tắm cho nó. Nếu mà cậu muốn cái hoa thực sự cây thực sự thì cậu phải đến cái chỗ mình cái tiệm bán hoa ấy. Nên là có tiệm bán hoa ở đây. Nên là cũng rất là vui khi bây giờ phần này nó cho mình thêm cái tiệm bán hoa. Còn hồi xưa cái tiệm bán hoa chả để làm gì quá. Và đây là cái phần mà đây sẽ là cái bản Definitive Edition chúng ta có ở phần Persona 3. Mình tưởng là phép xịn nhất nhưng trên thời gian chúng ta sẽ có bản xịn nhất là bản Reload này. If she kill. Thằng này vẫn đang tiếc bởi vì là nó vẫn chưa gặp em Fuka Zamagishi. Nếu mà cô bị dễ thương thì làm sao? Này có thể là mình để ý chơi với thằng thằng ấy. Ô, oh, này có thằng này à? Bebe này.
Để mình xem lại cái lịch trình rồi. Hôm nay có thể là mình sẽ đi chơi với cái thằng Emperor ấy. Hey, em có đủ danh nhỉ? Ủa chết rồi, của em này vẫn chưa đủ danh á. Shit man. Zuko vẫn chưa đủ danh á. Shit thế. Mình lại phải sắp đặt để chơi sao vậy? Thôi mình sẽ đi chơi với thằng trong hội học sinh. Được rồi, Okagiri, tôi nhờ hết vào cậu cho cả cái công việc của chúng ta. Em hiểu rồi. Ông này là ông thầy gì đây? Oshin-san. Hey, Odagiri. Odagiri. What was that about? What did he mean by for both our sakes? Cái việc đấy là cái gì? Thầy nói ý của thầy là sao khi thầy là có lợi cho cả chúng ta? He just wants to create a better school environment, so he simply asked a student fit for the job. Ông ấy chỉ muốn tạo một môi trường tốt đẹp hơn cho trường ta, nên là về cơ bản là ông ấy đã nhờ một những cái học sinh phù hợp cho công việc thôi. Just like how the president asked him to join the student council to help out. Cũng giống như kiểu là chủ tịch chúng ta đã nhờ cậu ấy để gia nhập để giúp hội học sinh ấy. What? You can't decide something like that without talking to the president first. Cậu không thể nào mà quyết định một cái thứ điều như vậy mà không nói chuyện với chủ tịch trước. Thôi chết rồi. Chọn lấy gì vậy? No need to fight. Chuyện gì xảy ra? I wouldn't be so nonchalant about this if I were you. Tôi sẽ không nghĩ như vậy đâu à. Nếu mà có cái túi thuốc thì việc trong cái toilet của nam à. And his eye doesn't matter. Và dưới mắt cậu ấy thì nó sẽ không là cái gì à. Nếu mà đấy là cậu hoặc là tớ, bởi vì chúng ta đều là nghi phạm. Quite the exaggeration. I'm not a crime scene investigator. I'm a member of the disciplinary committee. Cậu nói hơi bị quá đấy. Tớ không phải là người điều tra, mà tớ là thành viên của ban kỷ luật. Nói ban kỷ luật. You have two choices. Này cậu có hai lựa chọn. Help out and prove you can be trusted, or refuse and prove you can't. Cậu có thể giúp đỡ hội chúng ta và chứng minh là cậu có thể là người đáng tin cậy, hoặc là từ chối và chứng minh là cậu không thể làm được điều đấy. Những người như cậu và tớ phải làm nhiều thứ linh tinh ở xung quanh đây có phải không? Xin cool. Osake nó có một vạch đấy nhỉ? Shit man, có khi mình chọn sai rồi. Thế thì hãy thử lợi tớ đi có việc. Hey, don't ignore me. You kiss ass. You kiss ass. Student council members shouldn't be fighting like this, should they? Hội học sinh, những thành viên hội học sinh không nên cãi nhau như thế đúng không? I better go tell the president. Em sẽ đi kể cho chị chủ tịch. Chạy đi em ơi. Cry like baby. Mình nghĩ là mình chọn sai rồi nên mình có khi mình phải chơi lại. Có khi mình sẽ rewind lại một chút nhỉ. Welcome back. Ok, có vẻ như là mình cũng chẳng chọn sai. Nó cũng chỉ được cộng một điểm. Nên là... xem nào. Hôm nay là nó dạy có cái parade game này. Em đang làm gì này? Ăn mì. Nice one.
Ủa quá, nhưng mà bây giờ em hết lịch trình đi đấy đánh nhau rồi. Nên là các bạn có thể đợi đến bây giờ các bạn nhầm nhau. Yakiko sẽ đợi lần sau ấy. Hơi dở. Mình xem mình có gì chơi không. Hình như là có thể unlock được cái ramen mới rồi. Có You Are The Answer. Personal Magic. Mình có thể mình đi ra cái chỗ trip mode. Hình như là có thể unlock cái ramen mới rồi. Chỗ này này. Pork ramen. Trăng tram. Nhớ lại thôi. Nhưng mà hình như là có ramen đặc biệt là thứ tư. Buffet quần customer xin thể enough correct to order. Nên đủ can đảm để order ramen đặc biệt từ chuyện người chủ này. Có vẻ như là phần này nó sẽ là thứ 3, thứ 4 và thứ 6. Mà thứ mấy nhỉ? Có thể là mình sẽ order nó nếu mà mình có đủ calories và ít nhất là có đến cái sự quyết tâm là lần sau mình sẽ order được special ramen. Soju ramen with pork. Mình đã hút hết tất cả nước. Ăn ramen này tăng tràm, còn ăn cái cơm nghệ thân thông minh. Tầm này học là quá xa xỉ. Nên là lần sau là chúng ta sẽ unlock được cái ramen này này. Cậu nghĩ sao về cái gì? Cậu vẫn nói về con Fuka. Fuka Zamagishi. Nhưng em này có gia nhập được đâu, khổ quá. Let's see today we are cover the cultural period of Gao. Hôm nay chúng ta sẽ nói về phần lịch sử triều đại Kozun này. Các em nghĩ rằng cái này nó liên quan đến ý của tôi rằng là tôi có thể tự tạo ra một cái hình tượng tượng bằng đất. Và nó còn nhìn hơn cả, đẹp hơn cả hồi đấy, hồi xưa. Tôi không thể đợi cho đến khi mà chúng ta đề cập đến thời chiến quốc Sengoku. Nó có nhiều cái nó hấp dẫn hơn. Ông này chỉ muốn nói về mấy cái phần samurai. Nói về thời đại Sengoku. Có, họ có một gọi vị tướng gọi là cái đại bàng chiến ấy. Trong trận chiến, cái gì đấy? Warhawk ấy. Ok, mình sẽ tỉnh này, ông ấy tỉnh này. Thế là cuối cùng là triều đại, đến cái triều đại gọi là chiến quốc. Thế sao, mọi người lại muốn nghe được thêm về triều đại Kofun nữa. Nếu mà mọi người cứ nằng nặc như vậy thì hãy nhìn về cái ngôi mộ Kitaro ở Nara. Nó rất là nổi tiếng ấy. Bla 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 bla. Đeo cả mũ thì kiểu rất stereotype luôn. Nên là có rất là nhiều lựa chọn. Oh shit man. Comet King này. Đấy. Hình như là thằng này nó sẽ mở cái Comet King ra. À đó, cho mình cái đầu mối về Comet King này. Mình đi chơi thằng Kenji. Mình đang theo cái lịch trình mà một cái list mới ấy. Mình tìm ở trên mạng để mình chơi nó hiệu quả. Thực ra là mình không phải hiệu quả mà muốn xem các bạn xem đầy đủ ấy. Nên mình sẽ tạm mình nhớ. Thế là mình đã chơi với thằng Chariot hả? Mình có Chariot. Shit! Không có Chariot. Ô cô em Chiro no check practice. Nên là mình sẽ đi chơi với thằng nên là bây giờ là có rất là nhiều lựa chọn luôn thầy các bạn. Mình phải đi mình đổi lại cái chariot thì mình sẽ quay lại sau. Ok,
Ok, mình đã đổi Chariot, mình sẽ quay lại mình đi ấy. No. Student. Nhưng mình phải nói là cái lịch trình ở này cứ khó phết lại đùa đó. Để mà 100% là rất, cũng tương đối là khó đấy. Ở chết đấy, Student Castle à? Shit. Thế này là bây giờ mình có rank 3 thôi nhỉ? Cái phần này nó tăng ít hơn phần cũ ra nhỉ? Phần cũ mình thấy nhảy cái số đấy kinh nữa. Được rồi, một lần nữa. Tôi sẽ cho cậu xem được rằng là cái quyết tâm của tôi như thế nào. Hả? Oh, damn it! Nghiêm trọng luôn. Nghiêm túc chứ? Ô thôi. Chứ làm gì đã ngắt? Miyamoto sao? Khác. Miyamoto-kun. Anemia. Thôi nào, chúng tớ đang nhờ hết cậu là trong vậy trở lại thủ lĩnh đội trưởng năm tới. The big meet's next year, so you've got time. Just don't overdo it. Nên là chúng ta sẽ có buổi tập huấn á. À không, có buổi kiểm tra vào tuần năm sau à? The big meet next year, so. À đó. Kiểu như là cái Big Meet này là sao nhỉ? Nó kiểu như là nó có một cái gì buổi giải đấu ra năm sau, nên là cậu vẫn có thời gian, nên đừng có cậu cố gắng quá sức à. Hey, you. Này xin. Tại sao cậu không đi tập sớm mà đưa cậu về nhà đi? Xin lỗi. Nó mọi người. What are you looking at? Cậu đang nhìn cái gì? Tớ vẫn ổn mà. It's just, my anemia is acting up. Chỉ là cái đầu gối của tớ thôi. Nó hơi đau một chút. Liệu cậu có thực sự sẽ ổn không à? Nên là mình không muốn rủ lòng thương thằng này, mình đã hỏi nó. Liệu cậu có thực sự ổn? Nên thằng này không muốn kiểu người mọi người thương hại. Tất nhiên rồi. Cậu biết đấy, nó chỉ nó hơi bị đau chân một chút. Damn it. Tớ không thể làm được điều này, tớ không thể nói dối cậu. Cái sự thật thì là đó là cái gối của tớ. Tớ đã không cảm thấy được ổn à, kể từ khi mà cái lần đầu tiên cậu đến tập. Tớ đã cố gắng dùng thuốc, tớ đã cố gắng bó lá này, nhưng mà cái cơn đau nó vẫn không ngừng lại. We did heal. Giờ hỏi là we did heal nhỉ? Liệu nó có thể hồi phục không? Tất nhiên là sẽ chứ. Nhưng mà tớ sẽ không thể ngừng training à. Nên là tớ sẽ cố gắng chịu đau vậy. Năm sau, đấy là giải đấu toàn quốc rồi. Athletes from all over Japan will be there. Nên là những vận động viên của toàn Nhật Bản sẽ ở đấy á. Nên là the regional don't hold a candle in comparison. Nên là những người mà chỉ thì nhận được những cái giải vùng thì là về cơ bản là không có đủ, chưa đủ trình để mà chơi với giải đấy. Và nếu mà tớ muốn giành chiến thắng thì tớ phải dành cả năm sau để mà training à. They find out about my knee, they won't leave me alone. Nên là rất là nhiều gã trong team chúng ta rất là lắm mồm mà. Nếu mà họ tìm ra sự thật về cái đầu gối của tớ thì họ sẽ sủa suốt. So nè xin cậu, secret, okay? Hãy cứ cái này là bí mật nhé, được chưa? Chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau mà. Nên là Miyamoto có vẻ như đang nhờ hết vào mình. Check team. Chick-pack, nếu mà tớ không tập mấy ấy, thì tớ có thể tự về nhà. Được mà, đừng lo về tớ. Thế cậu hãy đi tập đi. Ok.
Oh, it's you. Oh, em đã quay trở lại lạ kỳ rồi năm rồi bạn. Hả? Em nói như thế thì... No. Yeah. Chúng ta vẫn phải đi, chúng ta chuyên đình. Limited meal today. Có limited meal này, hay không đi ăn nhỉ? Để cho tăng cái lượng omega 3 lên não ấy. Yeah. Cũng tương đối là nice. Tăng cái academic. Nấp luôn. Hôm nay là có cái gì nhỉ? Hình như là cũng kiểu là You are the answer là... Tăng charm này. Có đi ăn đi. Academic này. Iwatodai Station. Tăng quả Omega 3. Cái đâu nhỉ? Quán này thôi. Người thì ăn cái seafood này. Seafood này. Có cái seafood còn này. Ray Academic. Nên là cái này là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều và nó tăng cái... Tăng cái cũng điểm 4 ấy, 3-4 gì đấy. Nên nó không khác gì cả, chúng ta dùng cái 3.000 kia rồi. Academic. Không cần học, mẹ chỉ cần ăn đồ ăn có nhiều chất là được. Đúng kiểu tư duy người giàu. Bọn này lại buôn chuyện rồi. I hear from you jumpster in my club. Đã nghe nói là một cái từ... Một cái cậu trai trẻ ở trong cái câu lạc bộ ngày hôm qua là một học sinh năm 2 đã bị bắt nạt. Thật sự là điên rồi. Week second year. Cái lớp nào vậy? Tớ không biết. Tớ nghe nói rằng là đây là một sự rất nghiêm trọng. Tớ đã nghĩ rằng là trường chúng ta là hiền lành, nhưng mà tớ đoán là những cái thứ như vậy thì thường hay xảy ra ở đây. Có vẻ như một ai đó ở trong lớp học cùng năm 2 đã bị bắt nạt. Chúng ta phải đi điều tra vụ này. Alright. Hãy im nào lớp. Để lúc chúng ta bắt đầu cái lớp học The Prodigy Audio Sulen. Cái gì? Siren? Cái gì? What the... I'm changing today to another integrated learning. Thế là thằng này nó dạy thay cái lớp của ông Ekoda. Hôm nay thầy sẽ dạy thay lớp học của thầy Ekoda, bởi vì thầy hôm nay có việc phải đi sớm ấy. Ông Ekoda bình thường dạy cái gì nhỉ? Thầy văn học à? He claimed that he wasn't feel. À đó, ông ấy bảo là ông ấy không được khỏe nên là có vẻ như là thầy sẽ dạy bù một chút. Eating before you take a bite. Nên là thầy phải nói trước. Hãy đảm bảo rằng là em biết chắc được rằng là em đang ăn gì trước khi mà em cắn thử một miếng ấy. Thì ăn gì đấy? Thế là ở lần trước thầy đã nói về cái cơ bản của ma thuật. Nhưng hôm nay thầy sẽ nói sâu hơn về việc ngồi thiền. Đầu tiên là hãy review lại cái cách mà những người pháp thuật sẽ ngồi thiền. To heighten the creative impulse of soul of man. Để mà tăng được cái tính sáng tạo. Là những cái cội nguồn của tất cả những cái pháp thuật. Ôi trời mẹ, sao cái đây bấm khó chịu thế nhỉ? Also a real object. Nên là hãy theo dõi cái đồ vật trong thế giới một cách cẩn thận. Sau đó tái tạo nó trong trí não. Đến từng những cái chi tiết nhỏ nhất. Đấy là tiêu chuẩn của phương Tây về việc ngồi thiền. Nhưng mà thầy muốn nói về việc cái phong cách ngồi thiền của phương Đông. Ngồi thiền được là lúc sự thiền, hay là nguồn sự thiền nguồn gốc bình thường là ở đâu? Sự thiền hồi xưa là người ta được kiểu như là nâng tầm ở phía phương Đông này. The modern magician, nên là những người ảo thuật gia hoặc là cái ảo thuật gia hiện đại đã tích hợp cái vào
tích hợp cái phương cách ngồi thiền phương Đông và sử dụng một cái cách riêng của bọn họ này. Nên đây là nói triết lý ngồi thiền ấy, thiền các kiểu ấy. Cái từ thời xa xưa là như kiểu thời kiểu là thời Chúa Giêsu hay là Thiên Chúa đã có ngồi thiền từ lâu rồi ấy. Nên đây là một cái cách cơ bản của phái thiền phương Đông này. He doesn't take long, but you keep at least 15 minutes. Nó không mất lâu nhưng mà chỉ cần các em tìm được không gian mà ít nhất 15 phút để có thể bắt đầu một cái section của mình. Bây giờ đi vào cụ thể, đầu tiên là cái cách thức cơ thể của em. Em phải chọn một cái vị trí mà em cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó là ngồi khoanh chân ở một cái thử cái vị trí như kiểu là cái hoa sen ấy, mà đôi khi nó gọi là Kekka Fuza. Em có thể ngồi thiền trong khi em ngồi ghế á, bất kỳ một cái vị trí nào thì nó thoải mái là được. Một khi mà em thở một cách thư giãn ấy, và nhắm mắt lại và để cho cơ thể thư giãn ấy. Bây giờ thì em đã sẵn sàng về mặt cơ thể. Bây giờ em sẽ tập trung vào cái tâm trí và linh hồn. Hãy tưởng tượng một cái biểu tượng, một cái biểu tượng đơn giản, cũng thể là một cây lớn hoặc là một mặt trăng. It could be even the God. Hoặc cũng có thể là em sẽ tưởng tượng về cái vị thần mà trong đức tin của em. Làm trò nhỉ. Đúng nhớ Ford. Tuy nhiên là đừng có cố gắng khiến cho trí não của mình nó trống trải. Bởi vì trên thực tế đấy là một cái sai lầm mà mọi người thường hay mắc phải. Phần lớn mọi người không thể làm được điều đấy. But success didn't expect to be dangerous. Nhưng mà nếu mà các em làm được cái điều đấy thì nó rất là nguy hiểm, bởi vì em sẽ mất kiểm soát bản thân. Thế lắm trò ấy lại. Nên là rất là nhiều thông tin không cần thiết. Nên là về cơ bản ông này họ dạy bọn này có những cái thông tin rất là nâng cao. So what? Thế là chúng ta đã học cái gì nhỉ? Ngồi thiền có thể Intotherapy thôi này. Ngay cả những người Thiên Chúa cầu khấn có thể là với tới được nhiều cái level của việc ngồi thiền. Bla 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 shit. Nhiều thông tin vãi đái. Morning. What a workout. I gotta teach those first years how to clean up properly. Thực sự là phiền. Mình đã phải dạy những cái học sinh năm đầu để cách thức dọn dẹp một cách chuẩn. Theo tiêu chuẩn. Thế là đúng là cái phần này là nó y chang event ở phần 1 đấy, phần 3 nhé. Thế nó làm đẹp lên. Thế tớ giả vờ để chụp ảnh cùng cái điện thoại của mình. Và con bé đã bắt đầu sợ hãi và bắt đầu khóc. Nó giống như kiểu là tớ đã bắt nó, bắt tận tay nó vậy. Giả vờ chụp ấy, bắt tận tay. Cậu nên nhìn cái bộ gương mặt của nó đi. Thực sự là vô giá. Bọn này bắt nạt đây này. Wow, that's pathetic. I've never laughed so hard in all my life. Nên là lúc đấy tôi cười vỡ cả bụng. Có thể sách. They're making fun of someone? Họ đang đùa một ai đó không? Đang trêu đùa một ai khác. Đúng là bọn bắt nạt. Huh? Did you hear? Được, có nghe cậu nghe tiếng giọng nói không? It's calling me. Nó đang gọi tớ. Giọng nói gì? Tớ chả nghe cái gì. Em là Toàn ở. Xin chia buồn, Maki. Chuyện gì vậy? Cậu có đang nghe tớ không? Maki. Hello. Xong ở. Brutus friend. Cậu có ổn không đấy? Phải, xin lỗi. Chúng ta đang nói về cái gì nhỉ? Thôi xong rồi, em này xong rồi.
They're finally gone. Cuối cùng mãi bọn nào mới đi. I can't stand girls. Mình không thể chấp nhận, mình không thể chịu. Mình không thể chịu được mấy cái đứa con gái như này. Công nhận Zucari xinh thật đấy. Không có một cái gì xấu từ người em này luôn. Mặt xinh, body. Em này đúng kiểu là mẹ, kiểu là mấy bọn cây idol ấy, cây pop idol ấy. Người quá perfect ấy, mặt xinh. Mình đang nghĩ là bây giờ mình đi đâu nhỉ? Chicken scene, Miyamoto, Poppy Lake. Hình như là mấy cái đứa nhắn tin cho mình là nó đã sẵn sàng lên một rank mới rồi. Hey. Cái thằng này chẳng hạn. Bye. Mình sẽ đi chơi thằng Kenshin. Lep 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 lep. Check lantern. Mình chơi với Kenshin. Đi ra sân. Hey, thanks for coming, man. Đây, cảm ơn vì đã đến đấy. Nếu cậu có ngại khi đợi em chút. Sure, chắc chắn rồi. Okay, listen. Hãy nghe này. Don't freak out. Đừng có sợ nhé. I'm gonna go ask Miss Kano. Tớ sẽ đi right now. Tớ sẽ đi hỏi cô Kano ngay bây giờ ấy. Luôn đấy. Để bà chúc may mắn ấy. Nên là quay lại cái phi vụ thằng này muốn cưa cô giáo. Time to go get myself a girlfriend. Cảm ơn cậu. Đã lúc chúng ta để lúc để tớ đi kiếm cho bản thân mình một cô người yêu rồi. All right. This is it. Tớ sẽ đi đây. Căng ạ. Ra gì đấy? Ra đi đấy chú. Dude. Cậu nghe đây này. Chết tẩm mẽ là cái này. Fuck. Cô ấy nói rằng là đồng ý. Tớ không thể tin được. Chuyện này thực sự điên rồ. Tớ đã định hỏi cô ấy đi chơi. Nhưng mà sau cô ấy đã hỏi ngược lại tớ là liệu tớ có muốn học riêng không? Rồi toàn vẽ đái. Một buổi kèm riêng này. Thật luôn. Du. Tớ nợ cậu đấy. Tớ nợ cậu rất là nhiều khi đã nghe cái sự chia sẻ của tớ. Cô giáo hỏi kèm riêng toàn vẽ đái. Có vẻ như là cái kế hoạch bí mật của Tomochika đã thành công. Mình cảm thấy là một con điện. Này mẹ ngon phết nhỉ mẹ. Mình còn chưa biết là cái cô Canon này nhìn trông nào. Nói chung là cái cô Canon này không dạy lớp của mình nên mình không biết. Tớ đã chuẩn bị đi về nhà cô đấy á. Ôi toang nhỉ. Oh man. Tớ vẫn chưa sẵn sàng cho những cái vụ vẹo này. I shouldn't expect anything too crazy from the get-go, right? Again, she is an adult, so... tớ không kỳ vọng là bất kỳ một cái gì đó điên rồ sẽ xảy ra đúng không? Nhưng mà một lần nữa cô ấy là một người lớn mà. Một người trưởng thành mà nên là. Xin lỗi cậu đã đấy, tớ phải đi té đây. Thằng này ngon nhỉ mẹ, ôi vãi đái. Tại sao không phải là tôi? Thằng này nó còn mẹ ngon kéo hơn thằng nhân vật chính. Trời ạ, tối nên là mình quyết định về nhà. Shit man. Thằng này nó còn hot hơn cả thằng nhân vật chính luôn. Còn cầy được cô giáo. À thật đấy. Tao không thể tin được. Mình đang xem có gì hot. Mẹ. Thằng này mẹ mà ở đâu thơm thế. Thơm phức luôn. It's me. Xin lỗi vì đã có cái lời mời đường đột. Nhưng mà anh đang nghĩ rằng kiếm một cái gì đó ăn à. Liệu em có muốn gia nhập cùng anh không? Anh ở trước đi qua đôi tay. Ơ, cái này là thành là mời riêng nhỉ? Nhớ. Shit man.